Xin chào cả nhà, hôm nay ủa mình đi đâu vậy? Shady Canyon. Shady Canyon Trail, nhưng mà mình chạy hay là mình leo? Mình leo. Mình bò. Mình hiking, này là hiking đúng không? Gọi là hiking đúng không? Mình bò. Bao nhiêu mile? 3.1. 3.1. 6 mile là đi về 12 hả? Hay là total? Chưa biết. Total là phải hơn 6 mile, 10 mile. Tùy theo hứng. Hy vọng là anh đó sẽ gặp cái con mountain lion. Ok, go. Đi cái treo mà phải vô cái rừng rú nữa mà. Ủa chị, mình bây giờ quyết định đi, nếu như mình gặp mountain lion thì Lisa sẽ làm gì? Nhanh. Sẽ đưa Nally ra. Đẩy cho Nally ra phải không? Em sẽ núp sau lưng anh Tài. Núp sau lưng anh Tài rồi, nói chị, nếu mà gặp mountain lion thì làm đẩy gì? Đẩy Tài ra trước. Ồ, vậy đúng, có mình Tài thôi. Vậy coi như là nếu mà gặp mountain lion thì Tài đứng im. Tao này ăn đi, mày ăn đi. Đứng xuống cầu đi. Rồi đang quay nha, đứng xuống đi. Ngồi đi. Ok. Rồi, bây giờ. Bye đi. Hello. Morning. Thường khi mà các bạn chạy xe đó, các bạn sẽ thấy nó ghi là còn 1.1 mile nữa là sẽ quẹo phải. Thì số 1 đầu tiên á nghĩa là còn 1 mile nữa. Còn cái 0.1 phía sau tức là 1.000 feet, tức là 1.000 bước chân đó. Thì có một cái bài hát là, không phải bài hát nữa mà có câu nói là hành trình 1.000 dặm bắt đầu bằng một bước chân. 1.000 dặm tức là 10.000 dặm. 10.000 dặm, ủa? 1.000 dặm, không phải. 1.000 dặm là 1.000 mau. Không hề liên quan gì luôn. Không hề liên quan gì hết các bạn ơi. Xin lỗi, sorry. I'm wrong. Đồng cỏ chết hết luôn rồi. Này phải mùa xuân. Cây cối mới đẹp. Đồng bằng sông Cửu Long. Kìa quay bên kia, kìa Tài bên kia mới đẹp. Lá vàng. Yeah. Anh quý quay phim hay là chụp hình vậy? Please. Ok. Vẫy tay chào. Vẫy tay chào con đường tình yêu. Khoan. Giống như trái chanh vậy. Đây là cái trái này, trái giữa rừng không biết tên là gì nhưng mà bây giờ. Bây giờ. Khám phá. Mẹ em xin mua rắc rít rồi. Hên quá, đem phải kem gai. Rồi, đó. Đưa em coi nè, không phải nó tàu lao vậy đó. Giống pumpkin đúng rồi, giống pumpkin lắm. Cái da nó dày dày nè. Nhìn giống pumpkin. Giống pumpkin lắm. Khô rồi. Không phải nó như vậy á. Pumpkin đúng rồi, cái hạt kìa. Cái hạt kìa. Có cái hạt pumpkin kìa. Một cái cầu. Coi lá rơi nè. Rồi, trong đây có ai không? Vô quay restroom nè. Dạ, em không qua bệnh đâu. Không, em vô đây em quay chứ. Em ngon. Để coi restroom có cái gì nè, quy mình nè. Có người đứng chờ. Trời ơi, cái restroom này kỳ quá, quy mình mà hả, cái cửa sắt giống như là ở tù vậy đó. Sao mà vô? Đó, đặt camera vô hoa nha, tạo được vô, các bạn coi nè. Không gì hết. Đi qua đây. Vô gì? Ơi, cái cốt đó có cái cốt rồi. Chết bà.
Ủa giờ sao? Kỳ vậy? No. Hậu hình như là nam nữ chung. Sai quá sai các bạn ơi. Trời ơi, women xong rồi đối diện là men. Không đi, đi lung tung lăng tăng. Sau khi đến đây đi restroom thì cảm giác mọi người như thế nào? Thoải mái. Thoải mái không? Thấy chưa? Sau khi đi restroom thì cảm giác như thế nào? Contrast out. Treo áo đây nè. Ok, kết thúc buổi chạy ngày hôm nay rồi. Bây giờ là ăn sáng thôi. Ăn sáng các món bánh mì của Pháp. Français, Flamante, bonjour, merci beaucoup. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái buổi hiking cũng như chạy ngày hôm nay tại cái trail có tên là Shady. Shady. Shady Canyon. Shady là mát á. Shady Canyon Trail. Shady là cái Shady là cái bóng mát á. Rồi bài học rút ra là gì chị Hương? Chị Leslie, bài học rút ra trong buổi chạy ngày hôm nay là gì? Rất là mệt. Nghe bà nói nè. Mấy chị toàn là nó xạo không à. Lên một cái đồi rồi xong đi chạy thẳng, xong mình là xong chị rồi. Cho phép em góp ý, không phải mấy chị mà là mấy người ốm. Mấy người ốm toàn là nói xạo không, đúng không Lisa? Đúng. Quá đúng. Mấy người ốm. Nói rồi, nhanh lắm còn ba cái cầu tới Red Zoom. Quay lại được rồi. À. Nói là last hill. Nó là last hill. Rốt cuộc ra trời ơi, một đống hill luôn. Chạy mà thấy là Laguna hill luôn. Nếu mà mình nói thiệt là thấy mấy chục tụi em đâu muốn đi đâu. Yeah. Thấy mấy chục cây cầu luôn vậy đó. Đó, bài học rút ra ngày hôm nay là đừng bao giờ nghe mấy người ốm người ta nói. Nha. Mà phải làm những người ốm làm. À, thẻ là ngỡ không được đâu, hỏi với mình khác nhau. Bây giờ đây cái bánh. Bánh mì nó giống anh Quý quá vậy. Đúng rồi, giống Quý quá. Cái bánh này là cái tên gì đây là chị Thu? Strawberry beignet. Beignet. Bánh Pháp á. Beignet strawberry. Croissant strawberry. Croissant strawberry. Còn kia là bánh mì cay. Đây là bánh mì của Quý. Bánh mì của Quý strawberry. Đây là sữa. Bánh mì của Quý. Nghe thật. Bánh mì của Quy. Trời, đang qua dính cái mông của Hồ Lì vô. Sợ khách người ta chọn cái mông Hồ Lì, tao vô bánh mì mới chết đó chứ. Mông nó mua đâu. Mông mua ở đâu hả cổ luôn. Rồi. Rồi. Ok, ăn đi. Rồi, ăn đi cả nhà ơi. Trời ơi. Cả nhà.